kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cho bỏng xăng rồi lại trích điện, ông chủ hết đường thoát với Nguyễn Hồng Diên. Ông Nguyễn Hồng Diên là một bộ trưởng bất tài. Vào tháng 11 năm 2022, ông Diên đã để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tràn lan trong cả nước. Một ác mộng đối với đời sống dân sinh và là mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn quốc. Tình hình đấy cũng đã bị lặp lại vào những ngày giáp Tết Quý Mão vừa qua. Tuy tình hình không nghiêm trọng như hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng nó cho thấy tình trạng mất an ninh năng lượng luôn cứ đeo đẻ đảng thường trực đe dọa người dân Việt Nam. Công ty Petrolimex, một doanh nghiệp nhà nước chiếm đến 5% thị trường xăng dầu cả nước, có lãi khủng vào quý 4 năm 2022, quý mà xã hội nháo nhào vì tình trạng thiếu xăng dầu. Thực ra, việc các nhà bán lẻ xăng dầu không chịu bán hàng bởi họ bị ép chiết khấu có 0 đồng. Phần lợi nhuận định mức của nhà bán lẻ bị các nhà nhập khẩu và các nhà phân phối xăng dầu gặp phần lớn. Miếng bánh kinh tế ngành xăng dầu đang bị các ông lớn nhập cảnh và phân phối xăng dầu luôn ở phần to hơn. Đây là hình ảnh bài than lỗ của công ty Tổng điện Việt Nam. Như vậy là hậu quả của việc thiếu xăng dầu lại là làm cho các ông doanh nghiệp xăng dầu nhà nước kiếm trác. Ông Nguyễn Hồng Diên đang điều hành ngành công thương với những ưu ái cho các công nghiệp nhà nước. Họ đang làm chính sách để trục lợi, bất chấp những khó khăn do tình trạng khan hiếm xăng dầu mang lại. Cái bài của doanh nghiệp độc quyền nhà nước là trước khi có chiến dịch nâng giá bán mặt hàng độc quyền, họ cho báo chí chạy hết công suất than vãn về việc thua lỗ. Thực ra, đấy là chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho báo chí đi trước để dọn đường. Mới đây, các tờ báo đồng loạt đưa tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ước tính lỗ lũy kế năm 2022-2023 là gần 99.000 tỷ đồng. Đây là chiêu bài không ai lạ gì, giới quan sát cũng đánh giá. Đấy là hành động dọn đường cho trò tăng giá điện. Và quả thật, chiêu thứ nhì là họ thông báo lộ trình tăng giá điện. Đây là hình ảnh đi kèm bài than lỗ lấy đồ tăng giá điện. Sau cái khúc dạo đầu than vãn thua lỗ vào ngày 15 tháng 2, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và đòi tăng giá bán điện lên. Lại một lần nữa, người dân bị siết cổ. Tất nhiên, Bộ đồng ý tăng giá điện cần có thời gian qua những thủ tục cần thiết, nhưng việc tăng giá điện là khó tránh khỏi. Theo như cộng tác viên của Thời báo .d tìm hiểu, người dân rất không đồng ý việc tăng giá điện bởi cuộc sống của họ vốn đã đang rất khó khăn rồi. Chi phí tiền điện hàng tháng cũng là một khoản chi đáng kể. Chính quyền nói lạm phát dưới 4% nhưng thực tế không phải là như vậy. Vào năm 2022, mặt bằng giá cả bị trượt giá ít nhất cũng là hai con số, chứ không như những gì chính quyền vẫn nói trên mặt báo hay TV. Giờ lại thêm tăng giá điện thì đời sống người dân sẽ càng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Có người lại bức xúc nói rằng nếu EVN than vãn thua lỗ thì tại sao không xóa bỏ độc quyền để tư nhân nhảy vào kinh doanh ngành cấp điện này. Tại các nước trong khu vực, người dân luôn có nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp điện, không phải chỉ một công ty duy nhất như Việt Nam. Nếu lỗ quá thì để cho người khác nhảy vào làm và gánh lỗ, tại sao mà không than vãn mà lại kêu lỗ nặng. Nếu biết đặt câu hỏi thì nói ra cái trò tham lam của một chính quyền tham lam. Họ muốn độc quyền bởi họ chỉ muốn họ mới có thể trục lợi. Nếu phá bỏ độc quyền, tư nhân có quyền tham gia vào thị trường bán điện thì họ sẽ bị thua và mất miếng bánh béo bở bao lâu nay. Hễ ngày nào tư nhân nhảy vào thì họ luôn làm tốt hơn của nhà nước, bởi họ biết đầu tư chất xám, họ biết mang lại cho khách hàng những gì khách hàng cần. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam. Có thể nói với trò tung hứng giữa EVN và Bộ Công Thương lần này không ngoài mục đích tăng giá điện để siết cổ dân. Có người nói chua chát rằng mới đây họ cho người dân bỏng xăng hai lần, giờ họ lại trích điện người dân thì làm sao chịu cho thấu đây. Chế độ này là như vậy, họ làm chính sách là trục lợi và phục vụ mục đích nhóm, chứ không bao giờ họ vì người dân. Mặc dù trên mặt trận truyền thông họ luôn ra giả nói rằng nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin cho bỏng xăng rồi lại trích điện, ông chủ hết đường thoát với Nguyễn Hồng Diên.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mất mặt quá, Đinh Văn Nơi, né cá mập, vớt cá lòng tong thì còn gì gọi là nơi nữa. Mới đây, ông Phạm Minh Chính triển khai dự án quy hoạch tỉnh Quảng Ninh. Đây là một cơn mưa rào sau thời gian hạn hán đối với các sân sau của ông Phạm Minh Chính ở đây. Ngay từ Quảng Ninh, nhiều cựu quan chức đã bị bắt, trong đó có ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long. Thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Hồng Hà được giao chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố Hạ Long và kiêm trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long. Thông tin từ bên trong cho biết, ông Phạm Hồng Hà là mẫu người đút lót lộ liễu, để lại được giao những chức vụ béo bở. Tài sản của ông Hà đã khiến không ít người choáng ngợp khi ông này bị bắt vào tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, ông Phạm Hồng Hà đã hối lộ ai để có được chức vụ thì tạm thời người ta vẫn chưa đưa thông tin cho biết. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi, thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh đang có hai vụ án trọng điểm. Vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu bất thường gói thầu cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và vụ án ông Phạm Hồng Hà sai phạm khi còn đương chức. Cả hai người này đều dính đến những đồng tiền đút lót từ những năm 2011 cho đến 2015. Không biết với vai trò tiên phong của Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi có dám làm lớn vụ này hay không, có trung thành với câu nói rằng tôi lựa ai quen, biết lớn là tôi bắt trước hay không? Có thể nói, việc ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh cũng khiến nhiều người phải run, bởi rất nhiều tiêu cực của các quan chức lẫn các sân sau đang đợi người ta moi móc. Tuy nhiên, việc ông Phạm Minh Chính từ Trung ương mà chăm sóc Quảng Ninh như vai trò của người đứng đầu tỉnh thì cũng đã tạo ra chỗ dựa cho không ít người. Ông Đinh Văn Nơi đã được ông Tô Lâm tạo mọi điều kiện, về tỉnh giàu, được thăng hàm tướng, được vào tỉnh ủy viên, được sự hỗ trợ tối đa từ Bộ Công an. Vậy thì còn chân chi gì nữa mà không hành động đây? Nếu đưa chỉ để bắt những tên đầu trộm đuôi cướp ở Quảng Ninh thì ông Tô Lâm cần gì đến ông Nơi ra đến đây? Nhiệm vụ của ông Nơi là nhiệm vụ lớn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của ông là nhắm vào giới chức có quyền hay những tay trùm dựa hơi quyền lực của nhà nước mà xúc đi. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi đang bắt cá lòng tong. Vào ngày 15 tháng 2, phía công an tỉnh Quảng Ninh cho biết những người đăng, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật về thiếu tướng Đinh Văn Nơi ở các tỉnh thành sẽ được triệu tập trong thời gian tới. Người nào sai phạm ở đâu sẽ bị xử lý tới đó. Được biết, ông Đinh Văn Nơi đã với tay đến Hà Nội để triệt người được cho là đã nói xấu ông. Người đó có tên viết tắt là TMT, sinh năm 1976, sống tại Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có người đánh giá hành động này của ông Đinh Văn Nơi là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ý người này là ông Đinh Văn Nơi đang không có chuyện gì để làm nên đi bắt những con cá lòng tong, là những người phát ngôn trên mạng. Nếu ông Đinh Văn Nơi có việc lớn để làm thì thời gian đâu ông quan tâm đến những chuyện còn con như thế. Hầu hết những quan chức mà chịu không nổi lời đàm tiếu của xã hội thì rơi vào một trong hai loại: hoặc là có tật thì giật mình, hoặc là hạng tiểu nhân ưa hóng chuyện, ai nói xấu về mình thì đến để trả thù. Ông Đinh Văn Nơi vốn được nhiều người đánh giá cao với câu nói ý muốn tóm cá mập hơn vớt cá lòng tong kia mà. Ông nói rằng tôi lựa ai quen biết lớn tôi bắt trước là ngụ ý muốn tóm cá mập lấy tiếng. Đây là hình ảnh ắt ông Tô Lâm không muốn ăn cá lòng tong của Đinh Văn Nơi mà ông muốn bắt cá mập. Không biết ông Tô Lâm thúc ông Nơi như thế nào, chứ hành động vớt cá lòng tong như thế cho thấy ông Đinh Văn Nơi như muốn lánh nặng tìm nhẹ. Đất Quảng Ninh là đất có rất nhiều cá mập lộng hành. Cá mập ở Quảng Ninh nhiều hơn An Giang rất nhiều. Với chức vụ mới, với quân hàm thiếu tướng khi còn rất trẻ là một sự ưu ái của ông bộ trưởng. Vậy mà chỉ đi vớt cá lòng tong thì quả thật là uổng phí. Ông Nơi liệu có tiếp tục làm dũng tướng được nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Mất mặt quá, Đinh Văn Nơi, né cá mập, vớt cá lòng tong
thì còn gì là ông nơi nữa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de